Vì sao anh chả đáp lên anh em dân Việt? Vì sao anh chả đáp lên tiếng nói tự do? Vì sao anh chả đáp lên trái tim Việt Nam? Vì Hoàng Sa, vì Sâm Lân chúng tôi xuôi ngược, vì Trường Sa, vì thôn Tính uất ức trào dâng, vì quê hương đang uy tín không thể ngồi yên. Nghe trăm tiếng kêu Việt Nam, người dân không thể lên tiếng, tay không giữ súng đạn thù. Vì sao anh lên ngọn sơn lâm, quê hương trước nạn ngoài xâm, sợ chi lũ giặc phương Bắc, bên nhau đoàn kết giữ gìn từng tấc đất, từng hải đảo của người Việt Nam. Vì sao anh chả đáp lên giọng nói tiên giàu, hãy ghi nhớ ta là cháu con của chứng vương lê lời quang trung, không bao giờ khuất phục ngoài sông. Vì sao anh chả đáp lên anh em dân Việt? Vì sao anh chả đáp lên tiếng nói tự do? Vì sao anh chả đáp lên trái tim Việt Nam? Vì Hoàng Sa, vì Sâm Lân chúng tôi xuống đường, vì Trường Sa, vì thôn Tính uất ức trào dâng, vì quê hương đang uy tín không thể ngồi yên. Nghe trăm tiếng kêu Việt Nam, người dân không thể lên tiếng, tay không giữ súng đạn thù. Vì sao anh lên ngọn sơn lâm, quê hương trước nạn ngoài xâm, sợ chi lũ giặc phương Bắc, bên nhau đoàn kết giữ gìn từng tấc đất, từng hải đảo của người Việt Nam. Vì sao anh chả đáp lên giọng nói tiên giàu, hãy ghi nhớ ta là cháu con của chứng vương lê lời quang trung, không bao giờ khuất phục ngoài sông. Hãy ghi nhớ ta là cháu con của chứng vương lê lời quang trung, không bao giờ khuất phục ngoài sông. Hãy ghi nhớ ta là cháu con của chứng vương lê lời quang trung, không bao giờ.